bây giờ không biết gì đâu. Giờ có hỏi muốn gì không hay không? Là xong rồi mình ngồi mà hắn không biết nó phỏng nó có là bắt đầu bây giờ không nói gì hết đâu. Dạ. Không phải là trước nữa mà giống như bây giờ biết là như làm gì nữa rồi. Hơi nguy hiểm bây giờ, hơi kem chi đâu. Nó hơi kem chi, nó chua, nó bia nó đi từ khác. Anh đang nói là như là chưa. Bên Canada đi nhiều lắm. Nó cho rồi. Nhưng mà bây giờ đi nó vẫn còn Adelson. Nó bảo vệ qua đẹp lắm. À, bảo vệ qua thì đó. Không, không. Biết cái thằng hip hop á. Của anh. Nó là cái dân. Nó có cái dân riêng của nó ở hip hop. Là cái tụi về dân hip hop á. Không thể được sống với cái vùng qua. Không thể được sống với mà nó muốn sống rất là không như vậy. Nhưng mà người cuba qua nó ở lại cái thành phố riêng nữa. Thành cuba kia nó bòi cái hip hop là cái tụi qua quả ra là bê trở lại. That's gonna be a mess. Tại vì hồi mình sau khi mà bị cái chuyện nó thắng á, cái dân đó nó chạy vô trong cái ghiết môn, nó ở đó, bị cho nó ở. Tại vì nó thay xây một chống một cái nước riêng trong đó. Nó được có công dân mình, nó có trường học, nó có hệ thống. Đúng. Mà nó ốp không? Nó ốp không? Nó ốp không? Cái tường nó không ra bên kia. Nó bên cạnh cái nước. Quay nào. Quay. Oh. Một nước cái đó là cái đảo của cái nước. Bây giờ nó đòi lại. Thì đó bây giờ mày thành Cuba nó là một trong cái điều kiện. Big piece. Em rồi thân đi giết một cho nó kết quả là đâu cho nó. Mỹ sẽ cho. Yeah, bây giờ mấy người đó. Tại vì nhá. Trời ăn mà con nó khó rồi con ăn đi. Không phải. Đúng rồi. Ừ, sao nó hay bẻ thật đấy nhỉ? Ôi bẻ mới thôi. Hay thiệt á. Mà cái này thật sự là đâu có ai chỉ được không? Ăn mày lúc nào cũng